Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Kiều Oanh và hiện tại mình đang là phó giám đốc phát triển khách hàng của tập đoàn Phạm Kim Group. Và hôm nay Oanh làm video này để hướng dẫn cho các bạn đại lý mới vừa gia nhập có thêm hiểu biết về sản phẩm sữa rửa mặt của chúng ta, và cũng như cho các bạn thêm nhiều thông tin để các bạn có thể tự tin đi marketing về sản phẩm của chúng ta nhé. Hàng ngày da mặt chúng ta phải tiếp xúc nhiều bụi bẩn đã ảnh hưởng xấu đến da, khiến cho da trở nên nhờn bóng và kém sạch. Bụi bẩn còn khiến cho da chúng ta nhiều mụn hơn. Vì thế nên dùng sữa rửa mặt hàng ngày và sau khi tiếp xúc với môi trường bụi bẩn là việc không thể nào gác bỏ được. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt là một trong những bước chăm sóc da đơn giản mà cơ bản nhất. Tuy là vậy nhưng vẫn có rất nhiều chị em cho rằng chỉ cần rửa mặt bằng nước là đủ. Nhưng nước thì chưa thể nào lấy đi được những bụi bẩn và tế bào chết trên da mặt của bạn được. Đừng lo, đã có ngay sữa rửa mặt của thương hiệu mỹ phẩm Dr. Lacy. Sữa rửa mặt của Dr. Lacy được chia thành hai dòng. Một là cho da dầu, có thể kiềm dầu lên đến 8 giờ và trắng hồng ngay lần đầu tiên sử dụng. Với thời tiết đông bức như hiện nay mà không dùng sữa rửa mặt thì có thể sẽ lên mụn và bít tắc lỗ chân lông. Sữa rửa mặt của Dr. Lacy có thiết kế đặc biệt với đầu cọ silicone thông minh, có khả năng lấy đi bụi bẩn cả những vùng khó nhất mà tay thường không thể lấy đi được. Đầu cọ silicone mềm mịn, lấy sạch cặn bã bụi bẩn bám trong lỗ chân lông mà không làm tổn thương da. Với những dưỡng chất dâu tằm và bạc hà giúp da sáng mịn và kháng khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Hai là sữa rửa mặt dịu nhẹ, dùng cho da dễ kích ứng, da khô, da mất nước, với chiết xuất cây phỉ có tác dụng thanh nhiệt, giúp da mềm mịn và trắng khỏe hơn. Đầu tiên các bạn làm ướt da mặt, ấn nhẹ cho sữa rửa mặt ra ở đầu cọ silicone, nhẹ nhàng massage theo đường hình tròn từ miệng lên gò má để da không bị chảy xệ. Cảm giác thật mát mẻ và dễ chịu sảng khoái. Rửa mặt lại với nước và nhẹ nhàng vệ sinh đầu cọ silicone. Và lưu ý không nên để da mặt quá 2 phút. Sản phẩm sữa rửa mặt của Dr. Lacy nói riêng và tất cả các sản phẩm của Dr. Lacy nói chung đều có đầy đủ giấy tờ pháp lý cấp bởi cơ quan nhà nước được phép lưu hành toàn quốc, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.